chị em nhé. Sau khi mà mình khắc phục cái sự cố mà mình bị gãy láp anh chị em, bữa nay mình tiếp tục đi tiếp anh chị em nhé. Và em cũng vừa ra tới điểm câu đây. Và bây giờ tụi em thả neo để chuẩn bị cho cái buổi câu chiều nay anh chị em nhé. Tụi em ra tới hàng đáy rồi đây. Cái hàng đáy mà cũng cái bữa đó mình bị trục chặt, mình gãy láp, mình neo lại. Bây giờ mình trở xuống nữa anh chị em nhé. Em xuống tới nơi thì chắc cỡ khoảng 3 giờ anh chị em ơi. Mình còn đợi nước cho nó chảy nó có cá nhiều nữa nha anh chị em. Bắt đầu cuộc chiến nha anh em ơi. Bắt đầu là gần chảy đây. Này mình thấy là cậu chơi con này không? Đây. Có điều mới chiều quá, gió nhiều quá, nghe chắc nó hú lắm. Nấp trong đó. Mập lên cá anh em. Ôi ơi, nó mập mà nó ăn cái con cá, nó ăn cái mập lòi cái, nó lòi cái bụng ra luôn. Những chiếc ghe mà chiều anh chị em thấy là đang chạy xuống rồi nè. Những ghe tàu này người ta làm mấy ngày đóng đáy này nè anh chị em. Mấy cái hàng đáy ở dưới kia thì người ta đóng nước rồng chiều này á, cho nên chạy xuống là người ta canh, người ta đổ đục cá tôm rồi người ta đem về anh chị em. Còn cái hàng này của mình đang ở đây câu, hàng này ngày nay người ta không có đóng nước này anh chị em. Cá ngát rồi thì nó ưa dựa trong những cái hàng đáy này. Mình dục màu xuống gần cái chỗ nó ở nó mới ra nó ăn. Ngát không? Cái gì vậy? Ê chét. Chắc là đâu. Anh mập bị sai lầm rồi. Vậy có đó không? Hãy ngồi. Rút lạnh. Sao thấy nguy hiểm hay sao? Ngoan quá ông vợ không? Vợ không ơi, chắc cứu mày ơi. Quay không biết. Con xị. Nuốt hay gì vậy? Chắc cứu. Hey. Nốt hả? Cắt rồi, cắt rồi. Rồi rồi. Kháo quất sẵn giờ ghe người ta ra chồi đáy anh xem. Giờ người ta ra là người ta chuẩn bị đóng nước lớn đêm nha. Mình sẽ câu. Em bé. Giờ nó nãy giờ mình bắt mấy con nó đâm về mấy anh đây con nè. Căng không, căng không. Ôi giỡn đi cho trái cố 1 kg á. Ôi shit. Con này bự nhất nãy giờ luôn á chứ. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Chồi trên mấy hàng đáy đó em review cho anh chị em xem. Bây giờ là người ta chuẩn bị, là người ta căng đáy, là người ta chuẩn bị đóng nước tối. nước giờ chảy nặng dưới. Giờ chiều rồi, nước chảy dữ lắm rồi anh chị em ơi. Mình neo ở trên cái mặt hàng đáy như vậy là nó cũng không có tốt anh chị em ơi. Cá bữa nay nãy mình câu chắc cũng được mười mấy con anh chị em, mười mấy con chắc cũng cỡ chừng chục ký gì đó. Nước giờ nó chảy rồi, bây giờ mình phải dời đi chỗ khác thôi. Và cái video này cũng dài rồi, em xin kết thúc cái buổi câu chiều của em ở đây nha. Để em tiếp tục em dời cái điểm mới, em sẽ gửi đến anh chị em.